Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi xin trả lời cho một số khán thính giả đã gửi tin nhắn, điện thư, email đến chương trình chúng tôi hỏi về công ty VinFast. Vì có những tin đồn đoán nói rằng công ty VinFast không được cơ quan bảo vệ môi trường EPA của Mỹ cấp phép bán xe ở Mỹ, vân vân. Rồi có những tin đồn ba xạo nói rằng là EPA không có cấp phép vì họ không tìm được trên trang nhà của cơ quan EPA. Thì để tìm hiểu và trả lời thì chúng tôi đã có những cái tài liệu từ cơ quan EPA xin trình chiếu cho quý vị khán thính giả. Và khán thính giả cũng có thể tự tìm hiểu trên trang nhà dis.epa.gov, thưa quý vị. Thì cũng xin thưa với quý vị, đó là những tin đồn bịa đặt của một số YouTuber là những kẻ thất nghiệp, không có công ăn việc làm, không biết tiếng Anh, đã tìm cách dựng chuyện vu khống vu cáo để mà câu khách, câu view rẻ tiền, thưa quý vị. Nhưng mà sự thật thì không đúng, hoàn toàn là sai sự thật. Thì trên màn hình đây là bức thư của công ty VinFast được đăng trong trang nhà dis.epa.gov ngày 2 tháng 11 năm 2022 gửi đến ông David Wright, là coi như đặc trách hay là phụ trách chương trình khám xe để cho cấp phép những chiếc xe đúng tiêu chuẩn, thưa quý vị, và của cơ quan Environmental Protection Agency, được gọi là cơ quan bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ. Địa chỉ là 2000 Traverwood Drive, thành phố Ann Arbor, Michigan 48105. Thì thư này nói như sau, là thư này yêu cầu cơ quan EPA của Hoa Kỳ cấp phép về cái những dòng xe Model 2023 của VinFast trong cái test group, thưa quý vị. Thì thư viết cho ông David Wright và công ty VinFast tin rằng trong cái kiểm tra nhóm thì những chiếc xe của VinFast chắc chắn là sẽ được coi như là thông qua các biện pháp về kiểm tra của cơ quan EPA, thưa quý vị. Và theo luật của liên bang 40 và theo luật 13 của tiểu bang California về những cái vấn đề an toàn khi di chuyển trên cao tốc, vân vân, hoặc là kiểm tra về cái sự thải khí, đây là thải khói, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta biết là, và chúng tôi đã nói nhiều lần, thì chắc chắn những chiếc xe điện thông minh sẽ vượt qua những bài kiểm tra về xài thải khói, thưa quý vị. Vì những chiếc xe điện thì không có xả thải khói độc vô môi trường. Cho nên tiếng Anh gọi là Zero Emission, tức là xả thải khí độc bằng zero, tức là không có khí độc nào cả. Cho nên chắc chắn là những chiếc xe điện của VinFast sẽ vượt qua cái vòng mà kiểm tra khí thải dễ dàng. Còn việc kiểm tra độ an toàn hay là những cái vấn đề khác thì cơ quan EPA và NHTSA sẽ chịu trách nhiệm, thưa quý vị. Đương nhiên là những cơ quan này sẽ kiểm tra một cách kỹ lưỡng tất cả các xe nhập vào hay là được sản xuất tại Mỹ, bán ra cho người dân Mỹ, thưa quý vị. Còn những chiếc xe nào mà kém chất lượng, nói chung là không đủ độ an toàn hoặc là tiêu chuẩn thấp thì sẽ không được vào Mỹ để bán cho người dân Mỹ. Chẳng hạn có những chiếc xe khổ, chúng tôi nói là khổ quá nhỏ, siêu nhỏ, mini, thì chúng tôi chưa thấy, xin nhắc lại cho quý vị là chưa thấy ở Hoa Kỳ. Nhưng cá nhân tôi thì đã thấy ở bên Âu Châu, ở bên Pháp đã có những chiếc xe siêu giỏi chạy bằng động cơ xăng được phép, thưa quý vị. Hoa Kỳ có cái tiêu chuẩn cao hơn so với nhiều nước trên thế giới, có thể nói là tiêu chuẩn rất ngặt nghèo, thưa quý vị. Thì trở lại trang nhà dis.epa.gov thì đây là lá thư đã xác nhận hay là còn gọi là giấy chứng nhận xe điện thông minh VinFast đã đáp ứng được tiêu chuẩn không khí sạch. Tiếng Anh gọi là Clean Air Act. Và giấy phép này được ký bởi Byron Bunker, giám đốc của Compliance Division. Và giấy phép này được cấp cho Vinfast Trading và Production Joint Stock Company, mở ngoặc là US Manufacturer hay là Importer, tức là cấp cho nhà sản xuất ở Hoa Kỳ hoặc là nhà nhập khẩu xe. Và giấy phép số PVT PT 00.0L89-001, thưa quý vị. Và giấy chứng nhận, tức là Certificate of Conformity, đã chứng nhận là những chiếc xe sau đây đã được coi như kiểm tra và đã được cấp phép. Đó là VF8 Eco, VF8 Plus, VF9 Eco, VF9 Plus, thưa quý vị. Và giấy phép cũng nói rõ trích dẫn một số luật của Liên bang Hoa Kỳ, chẳng hạn như luật 42 phần 7525 về Clean Air Act, tức là luật về không khí sạch, và nhiều luật khác 40 CFR, Parts 85, 86, 88, 600, 1037, 1065, 1066 đã thực chứng là những chiếc xe của VinFast đã vượt qua bài kiểm tra về kiểm soát khí thải và về động cơ, thưa quý vị, tức là Motor Vehicle Engines 40 CFR Parts 85, 86, 1066, vân vân. Nói chung thì họ kiểm tra những công ty với những sản phẩm là những chiếc xe một cách ngặt nghèo, kiểm tra về cái độ an toàn khi mà kiểm tra về cái sự va chạm, thưa quý vị. Va chạm thì kiểm tra về airbag, tức là túi khí có nổ ra kịp thời để bảo vệ người lái xe hay không, hay hành khách ngồi kế bên hay không, vân vân. Kiểm tra front airbag, passenger airbag, rồi side airbag, vân vân, một cách hết sức kỹ lưỡng. Và trên màn hình thì quý vị thấy là họ liệt kê chi tiết của cái chứng chỉ được phép bán xe, thưa quý vị, cũng trên trang nhà dis.epa.gov. Thì nhà sản xuất manufacturer đó là VinFast Trading và Production Joint Stock Company ở Hải Phòng. Và những chiếc xe này thì mang dòng xe 2023. Có nhiều người khán giả cũng đã hỏi là tại sao xe sản xuất 2022 nhưng mà qua Mỹ thì lại đề là 2023. Thì chúng tôi cũng xin trả lời là những chiếc xe mà sản xuất từ tháng 7 năm trước cho tới tháng 7 năm sau thì đều được mang cái năm sau, thưa quý vị. Tức là quý vị mua cái xe vào tháng 7 năm 2023 thì nhà sản xuất sẽ nói đó là dòng xe cho 2024 để giải thích cho quý vị khán thính giả. Đi trên màn hình là các phiên bản đã được chấp thuận, và chúng tôi xin đọc lại một lần nữa cho quý vị thấy là VF9 Eco, VF8 Plus, VF9 Plus, VF8 Eco, VF9 Eco, VF8 Eco, VF8 Plus, VF9 Plus. Đơn vị sản xuất là Hải Phòng, tức là nhà máy, tiếng Anh gọi là Manufacturing Plant. thì xác nhận là đã vượt qua bài kiểm tra của tiểu bang California và đã vượt qua bài kiểm tra của liên bang. Quý vị thấy là Federal, rồi có cái thì California cộng CAA Section 177. Thì những dòng xe này là All Wheel Drive và là xe tự động Automatic. Và dòng xe này là hoàn toàn điện, thưa quý vị. Nói chung đây là một cái giấy phép rất tốt cho công ty VinFast có thể thoải mái nhập những dòng xe VF8, VF9 vì đã được kiểm tra một cách kỹ lưỡng bởi cơ quan EPA.gov, thưa quý vị. Quý vị có thể vào ngay trang nhà đó và tìm kiếm những thông tin về công ty VinFast, về giấy chứng chỉ được lưu hành xe, được bán xe VinFast ở nước Mỹ này, thưa quý vị. Nói chung là họ đã kiểm tra một cách hết sức ngặt nghèo về những động cơ, rồi đồng hồ đo có chính xác hay không, vân vân, thưa quý vị. Rồi hệ thống sạc điện của chiếc xe, vân vân, có đúng như nhà sản xuất quảng cáo hay không, vân vân, thưa quý vị. Nói chung là cũng không thể muốn nói gì nói ẩu, nói tả, nói bừa, nói bãi, vân vân. Nói chung là tất cả đều là phải kiểm tra một cách kỹ lưỡng để tránh tình trạng là nhà sản xuất nói quá lố, thưa quý vị, nói một cách không có căn cứ chứng cớ, chẳng hạn tự tuyên bố mình đã làm ra những chiếc xe chạy 5.000 cây số không cần sạc điện, vân vân. Thì đó là quảng cáo láo, cho nên cơ quan EPA là nơi mà sẽ kiểm tra và cấp chứng chỉ cho tất cả các loại xe được sản xuất ở Hoa Kỳ và nhập khẩu vào Hoa Kỳ, thưa quý vị. Cho nên quý vị có thể tin tưởng công ty VinFast chắc chắn là đã được cấp phép. Như quý vị thấy trên màn hình, đây là những cái giấy phép của VinFast được đăng trên trang nhà dis.epa.gov. Chẳng hạn như ở trên dòng đầu thì quý vị thấy Certificate Summary Information for VinFast Trading and Production Joint Stock Company 2023 model, vân vân, thưa quý vị. VF8 Eco, VF8 Plus, VF9 Eco, VF9 Plus, vân vân. Nói chung là đầy đủ giấy chứng chỉ, quý vị có thể tự vào để mà xem. Ở đây chúng tôi nói là có những YouTuber thiếu hiểu biết, nếu không muốn nói là ngu dốt, bịa đặt thông tin để câu view, câu like, kiếm tiền, câu khách, vân vân, thưa quý vị, nhằm mục đích xấu. Ngoài ra còn có thể là kêu gọi quyên góp bừa bãi để lấy tiền bỏ túi, vân vân, thưa quý vị. Thì trên màn hình đây là những chiếc xe VinFast ở Hoa Kỳ, và mỗi cuối tuần thì những chủ xe của xe VinFast tập hợp ở một nơi nào đó để vui chơi, giải trí, trao đổi thông tin, và tạm gọi những cái này là những nhóm thân hữu hay những club của VinFast Owner, thưa quý vị. Thì hiện nay VinFast đã nhập đợt xe thứ nhì, và chắc chắn trong những ngày tới, trong những tháng tới thì sẽ có nhiều xe VinFast được chạy trên đường phố nước Mỹ và Canada, vân vân, thưa quý vị. Thì chương trình xin chúc mừng công ty VinFast với những bằng chứng rõ ràng về những chứng chỉ được cấp phép lưu hành bán xe VinFast ở nước Mỹ, thưa quý vị. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.